Rồi. Bây giờ chúng ta chú ý như sau. Bây giờ thầy ở trong cái layout master này, các em chú ý cho thầy có background là cái tan nhất thuật phải, thì có cái phần nền. Thì phần nền này mà chúng ta muốn áp dụng cho cái phần bên ngoài, thì khi mà áp dụng bên ngoài thì cái hình ảnh nó lại tương thích với từng slide một. Chính vì vậy thì chúng ta có thể áp dụng luôn cũng không cần thiết, mà ta chỉ chủ yếu là sắp xếp về tiêu đề. Tiêu đề đây chúng ta cho thầy một cái màu sắc, ví dụ như là màu màu một cái màu gọi là màu đỏ đỏ thẫm này chẳng hạn. Tiếp theo thì những cái tiêu đề con em format cho thầy, chúng ta chọn cho thầy màu giảm dần đấy. Tiếp theo nữa chúng ta chọn, đây là thầy đang nói về đơn giản nhé, khi đối nghịch thì thầy sẽ chọn sau tùy theo màu sắc. Thì chúng ta lại chọn cho thầy với cái màu nó trắng lên một chút đó. Phần đây cũng vậy, các em chú ý chọn cho thầy lên đây một tí đó. Format hết cả hai cái này. Thì cái này chúng ta sau khi format xong, thì đối với những cái này thì chúng ta, các em chú ý là những cái gì mà làm trên layout thì sau ra ngoài chúng ta vẫn có thể chỉnh sửa vị trí được. Chỉnh sửa vị trí được. Phần tiếp theo của chúng ta là phần chân trang. Phần chân trang thì các em có thể đánh số trang. Đánh số trang thì ở đây nó có một nút số trang cho sẵn. Đấy. Phần chỗ này. Bây giờ thầy muốn đánh số trang mà thầy muốn trang trí cho nó, thầy insert một cái hộp vào, một cái màu nhỏ vào đây để ta chỉnh, ta trang trí cho nó đẹp hơn. Các em chọn cho thầy một cái nút ở đây đấy, thầy muốn đánh chỗ này chẳng hạn nhá, đánh chỗ này. Sau đó thì các em kéo cái này lên, kéo cái phần dưới này lên, đặt nó vào đây đấy. Và chúng ta xem bách cái phần này vào trong, tức là chúng ta chuyển vào trong để cho nó nổi cái kia lên đấy. Cái chữ này chúng ta cho màu trắng cho thầy, các bạn có thể vào luôn đây cũng được. À, và các bạn chọn nó, chọn màu trắng đấy, thì chúng ta đánh cỡ chữ cho nó to lên. Thì cái dấu và dấu thăng này chính là cái phần số trang khi mà được chuyển ra bên ngoài. Cái lớp chú ý cho thầy nhá. Tiếp theo thầy muốn trang trí một đường gạch ở chân ở phía đầu trang, thì chọn cái hình chữ nhật, sau đó thầy vẽ lên đây. Đó, được vẽ lên đây. Được vẽ lên đây thầy đổi màu cho nó. Còn cái này thầy đẩy lên cao hơn một chút. Đối với cái này thì các em chọn cho thầy màu khác. Đây, tập format nào. Đó. Và chúng ta chọn phim. Chúng ta chọn cho thầy cái Sonic như hôm trước thầy nói. Chúng ta chọn cho thầy một màu gạch vào đây. Và cho nó về line là cho nó bằng 0. Đó. Nào bây giờ chúng ta nhìn thấy trang chủ chúng ta được áp dụng ra bên ngoài như sau. Cho thầy ghi file này vào, ghi vào thì chúng ta ghi vào computer, chọn desktop nhé. Đó. Bây giờ thầy đóng chủ lại, đóng trang chủ lại. Và đây là trang đầu tiên. Đó. Chúng ta nhìn thấy trang đầu tiên của chúng ta được hiện ra thì nó cũng có gạch đây. Đúng không? Bây giờ các bạn muốn áp dụng cái nào thì các bạn lại chọn layout, các bạn áp dụng cái trang chủ đó. Đấy. Ở đây chúng ta nhìn thấy một danh sách các trang. Một danh sách các trang cho sẵn ở bên trong đấy, thì chúng ta cho vào. Lúc đó chúng ta có thể điều chỉnh các vị trí của những cái này, di chuyển lên xuống. Bây giờ thầy mới nhập thử một cái nhá. Bây giờ thầy insert một bức tranh vào, chẳng hạn thầy insert một cái tranh tranh đây vào. Đó. Xin lỗi.
Alo. Dạ, cháu đang đi dạy ạ. Dạ. Vâng. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Thôi được rồi, cháu nhớ rồi, cháu đang dạy học. Vâng, dạ vâng ạ. Vâng, dạ vâng ạ. Đấy, thì bây giờ này, các em thấy là một bức tranh mà khi vào một cái nền thì chúng ta phải hòa cái nền cùng với bức tranh bằng cách như sau. Các lớp chú ý nha, không nó nghịch màu đấy. Nào bây giờ các em sẽ nhấp vào bức tranh. Chúng ta thấy là tranh ở đây là một cái phong cảnh về ruộng bậc thang. Bậc thang. Thế bây giờ thầy muốn là cái nền của cái này nó cũng có màu giống ở bên trong, nhưng nó phải trùng với những cái màu nhiều nhất trong bức tranh. Đấy, quy tắc là như vậy nhá. Cả lớp nhớ là cái nền nó phải trùng với nhiều màu trong bức tranh. Thì chúng ta chọn background, chúng ta chọn format background. Sau đó các em chọn Sonic, các em chọn vào đây cho thầy có một cái eraser, tức là cái bút thử đấy. Ta sẽ nhấp vào một vị trí nào đó trong bức tranh. Chẳng hạn thầy nhấp vào một màu xanh của một ruộng lúa trong bức tranh. Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy là bức tranh đó được hòa vào bên trong. Cả lớp nhớ chưa? Ôi cái màu mà cái máy chiếu này cũng tồi. Chán thế. Máy chiếu này cũng tồi quá. Không biết là có cái phần nút. Tăng độ sáng lên. Em các em click vào background nhé, ở bên trong, xong các em chọn bút thử vào cho thầy. Nhìn trên máy thầy thì ở máy tính nó rất là đẹp, nhưng mà nhìn ở ngoài thì nó rất là khó, thì cả lớp cùng chú ý cho thầy nhé. Đấy. Bây giờ đến phần chữ nội dung. Chữ nội dung thì các em sẽ copy cái nội dung mà chúng ta cần đánh chữ vào. Chẳng hạn ở đây thầy có một cái đoạn chữ văn bản cho sẵn. Đấy. Chẳng hạn ở đây chúng ta sẽ làm cái tiêu đề cho nó, chúng ta chọn copy tiêu đề. Sau đó cái chúng ta chọn cho nhấp vào đây. Thì ở đây là để những cảnh đẹp Việt Nam được thế giới công nhận chẳng hạn. Đây là như thế thì thầy sẽ chọn màu trắng. Chọn màu trắng. Tức là lúc này ta có thể sửa được cái màu sắc bên ngoài. Các em chú ý nha, sửa bên trang con thì nó áp dụng lên trang chủ được. Nhưng mà ở trang chủ thì nó là để cho trang con nó kế thừa. Sau đó chúng ta chọn phần chữ. Phần chữ nha. Chúng ta sẽ đổ vào bên ngoài. Đây. Em cho vào hộp này. Và hộp này nó rất nhỏ. Đấy, chúng ta kéo rộng ra. Bức tranh chúng ta cho sát vào đây. Đó. Chúng ta căn chỉnh phần chữ ở đây cho thầy là sang bên căn đều hai bên. Ok. Thì chúng ta sẽ được một cái slide đầu tiên. Đó, slide đầu tiên. Rồi bây giờ thầy lại dạy các em tiếp tục đến slide thứ hai. Bây giờ chúng ta muốn bức tranh nó vào trong một hình tròn. Thì chúng ta ở đây chúng ta chọn new slide nhá. Rồi để vào hình tròn thì các em chú ý cho thầy. Những cái này các em chú ý vẽ cho thầy một hình tròn vào đây.
giữ ship nhá, giữ ship. Sau đó nhân đôi thì chúng ta ấn hai phím Ctrl D là đồng thời hai phím để nhân đôi. Đấy, phím tắt nhá. Đây là copy đấy, copy nhưng mà nó nhân đôi nhanh, được chưa? Sau rồi đấy thì chúng ta chọn hai hình tròn với nhau, chọn hai hình tròn, chúng ta vào format, các em chọn cho thầy align, chúng ta chọn bên left để cho nó bằng nhau, sau đó lại chọn tiếp bên top là đỉnh. Đấy, bằng nhau. Được chưa? Đối với hình thứ nhất mà ta lại nhấp chuột ra ngoài và ta nhấp vào hình bên trên. Nhấp vào hình bên trên. Sau đó thì các em làm tiếp như sau, thầy muốn là cái hình bên trên nó là một cái hình đường viền thì thầy sẽ chọn là no fill nhá, tức là không điền ở trong. Và bây giờ thầy tăng cái chiều rộng lên của cái hình bên ngoài. Đấy, tăng cái đường ngang của nó, cái đường viền của nó với một màu, ở đây là màu khác đi. Chẳng hạn ta chọn nó là một màu xanh khác. Đấy, màu xanh lá cây. Bây giờ ta mới nhấp ra chuột ra ngoài và nhấp vào hình bên trong. Nhấp vào hình bên trong. Được chưa? Nhấp vào hình xanh nằm phía dưới đây nhá. Rồi các em chọn cho thầy Picture and Texture Fill. Đấy, ta chọn file ở chỗ này, chọn nút có file ở đây. Lúc này hình ảnh của chúng ta ở bên trong, ta sẽ nhấp vào chẳng hạn ở đây. Chúng ta chọn cho thầy một cái hình nào đấy, hình phong cảnh nào đó. Đấy, thì các em nhìn thấy là lúc này chúng ta nhìn thấy là một bức tranh. Đây nổi đây, bên ngoài có viền, đúng không? Đây nha. Thầy quay trở lại này. Nhấp vào hình giữa là cái hình bên trong, bởi vì hình bên ngoài nó là một cái vòng tròn rồi. Nhấp vào hình giữa nha. Sau đó chúng ta chọn Picture and Texture. Chúng ta chọn File. Đấy, và chúng ta chọn cái bức tranh mà chúng ta cần chèn vào. Chẳng hạn như ở đây chúng ta muốn chọn một cái hình ảnh nào đó. Đây thầy, thầy chọn một hình ảnh đây chẳng hạn. Đấy, các em nhìn thấy nó được vào bên trong, đúng không? Thế sau đó thì phần bên chữ bên này thì chúng ta lại copy tiếp. Đây thầy chọn trong này, thầy chọn một cái đó nhá. Rồi xong rồi, bây giờ ta mới làm nền cho nó này. Chọn bên ngoài nhấp chuột phải nha, chọn ở trong cái nền trắng nha, các em chú ý này, làm theo thầy, nhấp format background. Rồi bây giờ chúng ta mới chọn mực, có cái bút thử đây nha, ta nhấp vào trong bức tranh. Đấy, nhấp vào trong bức tranh, ta nhấp lại cho nó vào một chỗ tối hơn. Thầy nhấp vào một chỗ tối hơn nhá. Rồi xong, còn cái chữ bên này thầy lại copy chỗ này. Chẳng hạn đây là Sapa chẳng hạn, thì thầy chọn cái phần chữ đó, thầy paste vào trong. Đây. Rồi chữ nó màu đỏ do cái trang chủ nó làm, thì bây giờ ta đổi nó thành màu, đổi nó thành màu trắng. Đấy, các em chọn chọn căn giữa. Rồi phần tiếp theo, bây giờ chúng ta được cái hình tròn để chúng ta trang trí bức tranh rồi nhá. Giờ các em sẽ copy văn bản vào, tí nữa chúng ta lên trên mạng chúng ta làm. Để chúng ta, đây là thầy làm nháp thôi cho nên là chúng ta không ngồi gõ chữ được, vì thời gian của chúng ta không được nhiều. Đấy, chữ vào đây thì chúng ta cho chữ màu trắng. Tí thầy đổi lại chữ trong kia toàn màu trắng hết. Rồi thầy cho màu trắng.
Rồi bây giờ chúng ta vì là chúng ta thấy là tranh thì nó nổi trên cái nền xanh này thì chúng ta dùng màu trắng cho nó nổi bật lên. Chúng ta lại quay về view, chúng ta lại vào master. Thay đổi tất cả màu đây, thay đổi thành màu trắng. Đấy, tức là chúng ta cả phép thử nữa nhá. Làm rồi phép thử này, đây tất cả đây đều màu trắng. Ta copy lên đây, ta thử đây màu trắng nhá. Để nó kế thừa. Cái này chúng ta không sửa trong đây mà chúng ta chỉ sửa màu thôi. Và màu phông chữ. Đấy. Trong master chúng ta làm như vậy cho thầy. Rồi chúng ta đóng lại, thử đóng lại nhá, vào size master chúng ta đóng lại. Đấy. Thì tất cả những các chữ bên trong bên ngoài nó sẽ màu trắng. Cả lớp nhớ quy tắc đấy chưa? Vào trong master chúng ta thay, xong chúng lại đi ra ngoài. Và lúc này chúng ta sẽ được một cái hình bức tranh người ta nhóm. Các em nhóm cho thầy nhá. Nhóm luôn cả cái bức tranh với viền bên ngoài vào cho thầy. Đấy, xóa cái này đi. Chọn cái này. Chúng ta chọn group lại nhá. Ok, xong rồi. Để đặt nó ra đây. Và phần bên này là trình bày về chữ. Đây có một tiêu đề ta không cần thì ta xóa đi vì ta có nội dung phía trên rồi. Đó, chúng ta đặt lên trên. Và trang chủ chúng ta đẩy cái phần này dịch vào trong. Các em có thời gian thì chúng ta sẽ lại chỉnh sửa nó. Đây. Và chúng ta vào trang chủ trên. Ở trên này thì nó cố định. Đấy. Chúng ta cho hai cái này vào ra ngoài. Đẩy ra phía ngoài thì đến lúc vào trang con nó sẽ áp dụng vào. Đó, rồi. Bước tiếp theo. Nào, bây giờ cả lớp chú ý nhá. Bây giờ chúng ta thấy là chúng ta làm được hai slide. Chúng ta lại new cái này. Bây giờ chúng ta lại áp dụng layout vào đây. Các em chú ý nhá. Chúng ta muốn dùng cái gì? Ví dụ nội dung so sánh này. Nội dung chỉ có tiêu đề không này, ở đây người ta cho này. Two content tức là hai nội dung này. Đây là layout hai nội dung. Layout này là so sánh. Layout này gồm có nội dung và caption. Đấy, chúng ta thử cái này thì chúng ta thấy là gồm có nội dung và caption, nó chia ô luôn cho mình. Thế còn bây giờ chúng ta muốn cho nó một cái logo phía trên thì chúng ta lại quay về trang chủ. Các em chú ý nhá, khi chúng ta sửa liên tục đấy, chúng ta lại lên trang chủ, chúng ta về đây, sau đó chúng ta insert logo vào, chẳng hạn logo về di sản văn hóa chẳng hạn. Thì các em vào cho thầy là picture. Ở đây nó có một cái logo. Logo này chúng ta kéo lên góc trên. Đấy, chẳng hạn thầy để chỗ này. Nhá, các em chú ý nhá. Đấy, sau này các em sẽ làm logo hay là làm tiêu đề thì đấy thì các em cứ vẽ trên trang chủ. Đấy, chúng ta điều chỉnh size của nó nhỏ đi một chút. Rồi bây giờ chúng ta đóng lại thì nó xuất hiện trên tất cả các trang, đúng không? Cứ làm cái gì là nó lại xuất hiện có logo luôn đây. Thì qua đây là các em thấy là trang con nó sẽ kế thừa trang chủ, đúng không? Cái gì vẽ trên trang chủ thì trên trang con nó sẽ có. Đấy. Các lớp chú ý như thế nhá. Rồi đấy là phần thầy nói về trang chủ và trang con. Nó có chỉ có quy tắc là mình sửa trên trang chủ thì nó sẽ có những các hình ảnh hay là đường cong hay là đoạn thẳng hay là những cái gì nó sẽ xuất hiện trên trang con. Thế còn trong trang chủ mà các em muốn chèn footer hay gì đó thì chúng ta vào insert, chúng ta chọn header and footer là chân trang và đầu trang. Chúng ta có thể chèn là size number tức là số trang, tức là số slide. Đấy, chèn đây là chèn âm thanh. Thầy vừa nói xong phần trang chủ, lát nữa chúng ta sẽ thực hành. Bây giờ chúng ta sẽ quay về phần kỹ thuật về
đường cong. Bây giờ thầy sang cái file thứ hai là file đường cong nha. Bây giờ chúng ta như này, bây giờ thầy muốn làm những cái hình ảnh vui nhộn, chẳng hạn như là một hình ảnh mà nó bắt mắt, thì ở đây chúng ta chú ý này, có hai cách. Cách thứ nhất là dùng hình để chúng ta vẽ. Đây các em chú ý nhá. Rồi bây giờ thầy dùng hình bình hành đi. Đấy, hình bình hành này các em nhìn nhá. Rồi thầy cần chuôn D để đưa ra nhiều cái đường như này. Đấy. Rồi. Tiếp theo thầy lại copy sang làm đôi. Cần chuôn D nhá. Phím tắt cho nhanh nhá, cả lớp kia chú ý cho thầy như thế. Đấy. Chuẩn đây rồi, đây chúng ta được ra một cái hình này. Bây giờ các em sẽ làm như sau, ta chọn tất cả các hình, chọn tất cả các hình nhá. Thì chọn thì phải cua chuột hết tất cả này để nó bao quanh chuột này. Các em để làm sao nó như là một cái hình đẹp đẹp một tí, để chúng ta làm cái mục đích như sau. Đây thầy đang điều chỉnh cái khối này. Điều chỉnh thì các em nhấp vào từng hình, chúng ta cho nhỏ từng đoạn một, ngắn lại một tí. Đó. Cái hình này chúng ta không cần phải màu sắc vội nhé. Cứ để nguyên như thế cho thầy. Với hình này thì chúng ta chọn tất cả, sau đó các em vào format. Ở đây nó sẽ có các nút, thầy sẽ giải thích như sau. Chúng ta chọn vào đây, chỗ góc bên phải này nó có phần này, ui gì nhỉ, combine này, union này, fragment này, intersect này, subtract này, thì thầy giải thích nha. Đây là phép hợp, tức là hợp của các hình vào, còn đây là phép mà nhập, tức là nó sẽ trừ đi cái phần chung, giống như trong toán học đấy. Đây là phép hợp. Còn đây là một phép gọi là loại phép này là bỏ đi phần chung. Phép này là phép trừ. À, phép đây là phép trừ, phép giao. Đây là giao nhá. Còn đây là trừ. Thì chúng ta chọn cái gì đó thì nó sẽ trừ nhau. Chúng ta chọn ở đây thầy chọn là phần hợp. Đấy thì tất cả nó sẽ gộp vào thành một một vật thể. Các lớp chú ý chưa? Rồi. Bây giờ các em sẽ format save. Đấy, format hình nhá. Rồi chúng ta chọn phim, chúng ta chọn picture. Chọn picture. Đấy các em nhìn thấy chọn picture nó đã hiện lên cái hình bên trong. Bây giờ thầy chọn một cô gái vào trong này. Đây một hình. Đó. Thì có một hình cô gái được gì? Được chuyển vào bên trong này nha. Đấy cô ấy giống như là chúng ta nhìn qua một cái song cửa. Các lớp nhớ chưa? Rồi bây giờ thầy lại ví dụ một cách thứ hai. Bây giờ chúng ta lại chọn tiếp phần textbox. Textbox đấy nha, hộp textbox. Chúng ta đánh chữ Y cho thầy. Đánh chữ Y. Đánh chữ Y thôi là để thầy muốn nó trở thành một đường thẳng hay một đường xiên. Sau đó thầy cho phông chữ lên cao lên. Đấy. Được chưa? Đó, phông chữ cao nhá. Bước tiếp theo bây giờ các em sẽ chọn một cái phông chữ mà thầy cài sẵn này, đao trên mạng có luôn. Đây chúng ta chọn rốt. Đấy. Thì cái phông chữ này nó cho chữ Y trở thành một cái hình giống như chúng ta vẽ một cái chổi. Đây thầy nhập vào chữ là. Lát nữa thầy dạy các em luôn cái phần download xuống nha. Thầy cho 200 đi. À, bôi đen đã. Rồi. Đây. Bây giờ copy ra Ctrl D.
sau đó chúng ta lại điều khiển nó dịch ra ngoài một chút, giống như là cái cọ mà người ta dùng để vẽ lên một tờ giấy đấy. Nha, vẽ giống như cái cọ đó, tôi để ở đây, xếp nó vào đây. Rồi. Đây. Rồi bây giờ chúng ta lại nhóm lại nhá. À, chúng ta không nhóm mà chúng ta chọn hết, nhớ chưa? Chúng ta lại vào format. Xong các em lại chọn cho thầy cái phép đầu tiên. Phép toán đầu tiên là phép hợp. Sau đó chúng ta chọn bức tranh. Đấy. Ta chọn một người khác chẳng hạn, cô này chẳng hạn. Đấy, chúng ta nhìn thấy đây. Trông nó có vẻ như ảnh nghệ thuật đúng không em nhỉ? Đấy. Được chưa cả lớp? Đấy, ở trên bảng có hai hình. Nha, ta làm như thế nha. Bây giờ cái hình này ở trên máy thật rất là đẹp. Bây giờ các em lên trên đây các em quan sát nó khác với ở trên kia. Bây giờ font chữ để làm cái này. Nào bây giờ cả lớp chú ý cho thầy cái font chữ cho thầy nhá. À, chúng ta chọn text box này. Chữ Y này. Đây bây giờ font chữ bây giờ cả lớp ghi cho thầy nhá. Tên font này download trên mạng xuống luôn nhá. Load. Đây. Load lết. Có mạng không các em? Rồi bây giờ vào đi vào thử. Thầy bảo nhá, copy được không những thứ này, xong rồi em copy vào C, vào Windows cho một con, thế là copy vào xong, lớp hiểu như thế này nhá. Cần copy vào cái mục sau. Nào bây giờ thầy cho đường dẫn này, cả lớp tự làm được mà. Đây, bây giờ thầy sẽ cho đường dẫn ra này, copy nhá. Đây thầy viết này trên này. Copy font tên của nó như này nhá, đưa vào thư mục để thầy phóng to lên đã. Cái font được chữ đâu nhỉ? Rồi để đọc cho nó vào nhá. Vào này ô C này. Xong đấy nó vào tiếp là Windows này. Vào tiếp là thư mục font. Đây để phóng to lên cả lớp về làm cho thầy ở trên máy nhà nhá. Đấy. Copy cái font chữ này. Mỗi cái font chữ này là nó có dạng như là cái chổi lông thôi, còn các font chữ khác thì nó cứng. Đấy thì các em chú ý vào như thế. Nha thì nó ra một cái hình biểu tượng này. Chỉ cần copy vào là nó chạy thôi, là nó sẽ hiện ra nha. Bây giờ thầy phóng to lại cả lớp chụp ảnh. Copy font, paste nó vào bên trong đây. Paste vào nhá. Paste vào. Được chưa?
Biết vào nhưng mà xong phải khởi động lại chương trình, tức là phải khởi động lại chương trình PowerPoint đấy. Nào bây giờ cả lớp sau hiểu cái đấy thì làm cho thầy cho ảnh vào cái khung cửa sổ cái tôi vào. Có cần thầy dạy lại cả hai hình này không? Nha, dạy lại từ đầu nhá. Thật chậm nhá. Rồi. Thầy xóa đi hết này. Bây giờ chúng ta sẽ vào insert. Chúng ta chọn set, chúng ta chọn hình. Chẳng hạn thầy muốn trang trí là những cái hình hình oval được. Rồi. Giữ shift cho tròn nhé. Nào, Ctrl D, hai phím, nhân ra, đặt nó vào đây. Đặt vào đây nhá. Xong Ctrl D đấy thì nó sẽ chạy theo một đường thẳng. Nhưng mà phải thưa ra một tí, các em liền quá. Nào bây giờ, Ctrl Z lại. Nào bây giờ chúng ta phải để ra đây nhá. Để nó thưa ra. Để liền tù tì thế, tí nữa nhìn nó ra làm sao. Đây, bây giờ thầy làm lại. Đấy. Ctrl D. Được chưa? Đấy, 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 đấy. Rồi xong rồi. Nào bây giờ lại tiếp tục nhân làm đôi. Đó, phải để lên đây. Nào bây giờ lại chuyển xuống đây ra. Rồi, được chưa? Tạm như thế nhá. Nghĩa là ta hiểu quy tắc và cách làm. Nào bây giờ các em chọn tất cả. Bằng cách các em có thể ấn Ctrl A. Hoặc là chúng ta để chọn chuột chúng ta quét hết. Đấy. Dùng chuột chúng ta quét hết nhá. Được chưa các em? Rồi bây giờ chúng ta bật vào cái chức năng format ở nằm ở bên trên đây. Ở cái góc gần chỗ text box và có cái hình tức là measure shape ấy, tức là trộn vào đấy, chúng ta chọn. Chọn đây, chọn nút ở union nhá. Chọn cái nút union. Chọn tất cả rồi chọn union nhá. Đấy thì nó gộp vào thành một khối. Và bây giờ chúng ta chọn picture and texture fill. Đấy thì nó đã có sẵn cái ảnh trước rồi, bây giờ chúng ta thay ảnh thôi. Chúng ta thay là một cái gì đó chẳng hạn. Đây một cô gái này chẳng hạn. Đấy thì cô ấy được vào. Nhưng mà ảnh này nó thưa quá đúng không, nhìn không rõ cô ấy.
Đấy là cái cách, tức là quy tắc là như vậy. Xong rồi. Bây giờ thầy sẽ làm lại cái chổi. Rồi bây giờ các em chọn cho thầy tích box ở trên đây này. Đánh cho thầy chữ Y. Chọn ship home là để bôi đen chữ Y. Cho tăng cỡ chữ lên. Ta tăng vào đây là 200. Đó, chữ Y 200. Sau đó thầy chọn phông cái font chữ mà thầy vừa bảo các em đấy. Download trên mạng về nhá, nó có sẵn. Đấy. Đây bây giờ thầy đánh chữ Y, Y lớn, Y hoa nhá. Không có, nó lại có dấu tròn đây. Rồi. Nào bây giờ các em nhìn ở trên này, thầy nhân đôi này, Ctrl D. Ctrl D. Đấy, thầy tạo thành cái chổi giống như mà chúng ta ngồi dùng cái chổi chúng ta quét ấy, nhúng vào sơn. Thì các em cứ tập thực hành là bằng cái chữ Y nào mà nó hơi gồ ghề cũng được. Cái phông nào mà nó đậm đậm tí. Chưa có thì về máy ở nhà chúng ta thực hành. Và gửi bài cho thầy để thầy cho điểm vào PowerPoint nhá. Bạn nào lười là không có điểm đâu đấy. Thầy nói trước thầy không châm trước như trước đâu. Đấy, thầy cho thêm vào đây cho nó đậm, cho nó có vẻ. Đấy. Rồi. Xong mấy vết chổi này bây giờ thầy chọn tất nhá, các em chú ý là chọn tất này. Chọn tất cả vết này. Xong chúng ta cũng chọn format, chúng ta chọn phần measure shape, chọn union. Đấy, được rồi, bây giờ ta mới cho người vào. Đấy. Thì được, cô gái kia trông rất là xinh đúng không? Ở chui ở trong. Đấy. Chúng ta có thể thay người. Đúng không? Rồi bây giờ chúng ta muốn làm bóng, làm mờ thì chúng ta vào bóng thì chúng ta chọn gì? Bóng thì chúng ta chọn đây nhá. Chúng ta chọn là size của bóng này. Shadow là bóng mà, giống như cái ô ấy nhá. Lâu cái này là nổi lên. Đấy, cái này là nổi lên thôi. Chúng ta chọn các hình nổi. Đấy. Rồi. Còn tiếp theo này, thầy nói luôn nhá, short x nghĩa là chọn mờ cạnh. Mờ cạnh. Đấy, các em làm như thế cho thầy để ô chết mờ quá. Rồi thế là xong được hai chủ đề. Bây giờ thầy sẽ dạy cho chúng ta chủ đề trigger. Trigger có nghĩa tiếng Anh có nghĩa là bóp cò súng, tức là bắn súng. Cả lớp hiểu chưa? Nghĩa là cái cò súng ấy, để chúng ta bắn một cái thì nó sẽ nổ đùng ra, đúng không? Thì vậy trong trigger ở trong này nó áp dụng vào như thế nào thì bây giờ cả lớp nhìn cho thầy nhá, nhìn thầy làm nhá. Phần này cả lớp đã hiểu chưa? Nắm được chưa? Nào bây giờ thầy chưa nghe thấy rõ cả lớp. Phần mà làm cô gái chui vào bên trong này cả lớp làm chưa? Các bước thầy nói rồi. Thầy ghi vậy. Thầy ghi vào trong sheet rồi. Đường.
download về thẳng vào trong đó cho thầy. Đấy, trên mạng rất nhiều, em đánh luôn. Đây chú đây đây nhá nhá đây chỗ này chỗ này ba ba chỉ cần ba thôi rồi bây giờ thầy sẽ sang chủ đề tiếp theo. Cả lớp nhớ làm bài tập cho thầy cái phần trang chủ và trang ấy, và chủ đề thầy yêu cầu các cả lớp làm cho thầy là làm cho thầy một bài tập về ẩm thực văn hóa Việt Nam. Các em tự tìm ảnh, tự viết bài nhá. Cả lớp nhớ chưa? Làm một bài thuyết trình cho thầy về ẩm thực Việt Nam gồm các món từ miền Bắc vào trong miền Nam, được không? Tìm hiểu lấy trên các trang trên mạng, ảnh thì chúng ta copy về. Đấy, xong các em làm cho thầy, áp dụng trang chủ và trang trí cho thầy. Mà quy tắc màu này, màu nền phải trùng với nhiều nhất màu trong bức tranh, nhớ chưa? Ghi vào trong vở cho thầy, màu nền phải trùng vào, trùng với lượng màu nhiều nhất nằm trong bức tranh. Ví dụ bức tranh có màu xanh thì chúng ta chọn nền nó tương ứng vào trong đấy. Rồi, bây giờ chủ đề thứ ba. Hôm nay thầy cố gắng làm sao được nhiều chủ đề để cho các em làm. Chủ đề thứ ba là vẽ 3D. Nha. Ở đây chúng ta chọn này, gây điền hôm trước thầy nói rồi, đó chính là màu lan tỏa. Đó, màu lan tỏa từ màu đỏ sang màu kia. Các lớp chú ý chưa? Đấy. Thì những cái được cần gạt đây là vị trí. Rồi 3D nó nằm ở bên này nhá. Chúng ta chọn xuống này. Phần 3D format tức là kiểu 3D. Kiểu 3D thì chúng ta chú ý cho thầy. Nó có kiểu như là nằm ngang. Đấy, nằm đây. Đấy. Lighting là lighting ở đây nó chính là phần ánh sáng. Phần ánh sáng. À, cái này thì phần thầy chọn xuống dưới. Lighting là ánh sáng. Còn đây là góc độ nha, cả lớp chú ý góc độ. Đó. Phần tiếp theo phần quay 3D. Quay 3D ở đây các em thấy có các trục này. Đấy, nó quay nhá. Đấy, quay tròn 3D đấy. Trục X, trục Y, trục Z trong không gian 3 chiều. Các lớp chú ý cho thầy nhá. X, Y, Z trong không gian 3 chiều. Nó quay đấy. Mà các em muốn phát hiện nó quay được nhiều hơn thì chúng ta vẽ cái hình xuyến. Chúng ta vẽ cái hình này. Sau đó chúng ta chọn like cho nó có like, còn bên trong phim ta bỏ đi. Chúng ta tăng cái width này lên, width là độ dày của viền nhá. Đó, độ dày của viền. Thì chúng ta được hình gọi là hình tròn, à, hình đường tròn. Sau đó chúng ta vào quay. Đây, chủ yếu chúng ta vào đây. Chúng ta vào trong phần 3D dưới. Đó, chúng ta chọn xuống nữa. Nhìn này nó quay. Màn hình trên nó cũng không được rõ nét đâu. Thì phần này để dùng để vẽ các hình khối đẹp thôi. Đây vào đây. Cái bản 2016 ấy thì nó nâng cao nhiều tính năng hơn cái bản 2013.
Nếu mà các em ở nhà cài Office 2016 thì nó hỗ trợ cho chúng ta nhìn đẹp hơn. Rồi, bây giờ bài hôm nay thầy dạy bài là slide ẩn. Không biết là thầy Quyền đã dạy cho chúng ta bài hidden chưa nhỉ? Bài slide ẩn. Rồi, bài ví dụ như sau nhé. Ở phần 3D thì các em khám phá cho thầy. Rồi, bây giờ thầy có các câu hỏi sau này. Nha. Bây giờ thầy làm câu hỏi cho các cháu thiếu nhi nó học hay là cho các em học lớp 1 nó học. Đây. Các em vẽ hình này rồi các em ấn cho thầy chữ edit text nhấp chuột phải, chọn nhấp chuột phải nhé. Nhấp chuột phải vào hình. Chú ý. Đấy. Thì lúc này nó tạo ra cho chúng ta, ví dụ đây là câu 1. Câu 1. Đấy. Các lớp chú ý cho thầy nhá. À, câu 1. Sau đó chúng ta copy hình này bằng cách là Ctrl D. Đưa sang bên ngang, giữ Shift và giữ Ctrl thì là copy luôn. Nha, thầy dạy các em này. Có hai cách, một cách là copy và kéo ra. Một cách như sau. Chọn vào hình và giữ hai phím Shift và Ctrl. Đồng thời nhá, kéo ra ngoài nó sẽ tự nhân ra, thả tay ra. Đấy, xong lại kéo xuống, kéo ra ngoài, thả tay ra, đúng chưa? Xong lại nhấn đồng thời hai phím xuống, kéo ra ngoài và thả tay ra, tự nó nhân theo chiều ngang thẳng. Cả lớp nhìn rõ chưa nhỉ? Rồi bây giờ thầy làm lại nhá, vì có các bạn chậm. Đây, thầy lại giữ Shift cho tròn này, được chưa? Nhấp chuột phải vào hình, chọn Edit Text, đúng không? Văn bản chúng ta gọi là câu 1. Rồi, nào, giữ hai phím Shift và Ctrl liền nhau trên bàn phím, kéo chuột trái ra ngoài một đoạn. Đấy, đúng không? Sau rồi chúng ta lại tiếp tục giữ hai phím lại kéo ra ngoài một đoạn cho nó thẳng hàng. Đấy. Giữ hai phím ra ngoài tiếp một cái nữa cho thẳng hàng tiếp. Rồi, giữ hai phím một cái ra thẳng hàng tiếp nữa. Ví dụ thầy có 5 câu hỏi. Bây giờ thầy cách đều chúng bằng cách chọn tất cả. Được chưa? Bằng cách chọn tất cả. Nha, các em muốn cách đều các em chọn tất cả này. Sau đó chúng ta vào format. Chúng ta chọn align. Các em chọn nút tiếp theo là distribute horizontal. Tức là nút chia đều. Ấn vào format. Tức là phân phối đều đấy, chia đều theo chiều ngang. Đấy, lập tức là các hình này cách đều nhau mà chúng ta không cần cách nhau bằng mắt. Bằng mắt nó rất là khó, chúng ta muốn cách đều chúng ta phải làm như thế. Nhớ chưa? Rồi bây giờ ta mới sửa tên của câu là câu 2. Câu 2. Và đây là câu 3. Và đây là câu 4. Và đây là câu 5. Ok. Đấy, thầy hôm nay dạy các em phím tắt đấy để thế để các em làm nó nhanh nhá. Giữ hai phím Ctrl và Shift kéo ngang ra để nó copy ra cho chúng ta một hình, ta đặt nó vào một hình ngang. Xong rồi tất cả thì chúng ta bắt đầu chọn cấp, chọn format, chọn align, chọn phân phối đều. Và lớp phải làm đi nhá, làm là thầy vừa làm đi nhá, không làm đi nhá. Ok. Chọn comment nhá, chọn comment nhá, chọn phối nhá. Rồi nhá. Đấy, làm như thế đâu cùng, nhanh.
Được chưa? Tí thời điểm danh bạn nào không đi hôm nay thì sẽ không điểm. Rồi bây giờ thầy mới tạo câu hỏi. Thầy nhân đôi. À, thầy tạo một slide mới ở đây. New slide. Thầy đánh vào đây là câu hỏi 1. 2 chấm. Câu hỏi 1 nhá. Ví dụ thầy đánh một câu này. Đấy, trả lời thế này. Ví dụ thế, thầy lấy ví dụ thế nhá. Rồi bây giờ cả lớp để làm này cho thầy. Ẩn cái file, ẩn cái slide đây. Chúng ta chọn hai slide. Rồi. Nha, nhấp vào cái slide thứ hai. Được chưa? Chúng ta chọn cho thầy là hai slide, tức là ẩn nó đi. Nhấp chuột phải nhá, nhấp chuột phải vào bên cái thanh trượt bên này này và vào phần thumbnail này nhá. Thumbnail có nghĩa là hình thu nhỏ. Chúng ta chọn hai slide, ẩn nó đi, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta nhân đôi chúng lên. Duplicate. Đấy, câu 3 này. Câu 4 này. Câu 5 này. 5 câu. Đó. Được chưa? À, thêm một câu nữa. Đó. Rồi. Bây giờ này câu 1 này. Câu 2 thì các em ghi là câu hỏi 2. Question 2 chẳng hạn như thế. Xong các em tự đặt câu cho các em thiếu nhi vào đây. Thầy lấy ví dụ cách làm nhé. Câu hỏi 3. Câu hỏi 4. Câu hỏi 5. Đây có 5 câu hỏi trên 5 slide. Rồi bây giờ thầy làm này. Thầy muốn là mỗi một lần mà chúng ta nhấp vào cái câu này, khi mà chúng ta chiếu slide, nó sẽ hiện ra từng câu hỏi ở dưới đây. Được chưa? Thế trong mỗi một câu hỏi lại có một cái nút back lại, tức là nút quay lại. Bây giờ thầy muốn làm quay lại thì thầy xin lỗi nha, để làm nó đỡ mất thời gian thì chúng ta trở lại bước này một tí. Ta xóa đi, ta làm xong. Đây. Còn một cái nha, để làm một cái thì copy nó ra nhanh. Nào các em chọn hình mũi tên, hoặc là chúng ta vào insert, chúng ta chọn save. Chúng ta chọn mũi tên quay trở về. Mũi tên đây. Nào bây giờ chúng ta vẽ vào đây nha. Vẽ vào đây. Xong các em chọn chuột phải, chúng ta chọn edit text. Thầy đánh là quay lại hay là return. Đấy. Đấy, thì anh là di tơn. Đâu cả lớp. Nha.
Rồi thầy mới chọn tiếp một cái nữa. Thầy cho một nút nữa, ở đây là nút là hiện ra câu hỏi. Hiện ra câu hỏi. Chúng ta ghi là rồi bây giờ nha, chúng ta cho một cái hình nữa để chúng ta hiện ra nó trở về chúng ta vào đây, hình chữ nhật cũng được, chữ nhật thầy chọn là nút trả lời hay là đáp án. Đấy, nhấp chuột phải chọn cho thầy chữ. Nào, bây giờ chúng ta lại copy cái này nữa. Trả lời là được không các em? Rồi tiếp theo thế bây giờ ta sẽ làm như sau nhá. Hai cái hình này các em vào cho thầy chữ là animation. Animation. Ta chọn cho thầy cái phần disappear. Disappear có nghĩa là biến mất. Đấy. Cái này cũng vậy, à cái này biến mất. Disappear. Nha, chọn animation kéo nó xuống. Phần exit chúng ta chọn disappear. Rồi. Được chưa? Ở đây nổi hai con số 1 và 2. Nổi hai con số 1 và 2. Bây giờ chúng ta nhấp vào nút Animation Paint. Nhấp vào nút Animation Paint. Đúng các em? Nha. Nhấp vào nút đó. Thôi cứ làm một cái slide này đã, xong một tí nữa thầy bảo copy ra thì chúng ta làm ra.
Đối với cái 1, các em chọn cho thầy phần teaming chọn trigger, chọn trigger, chọn bắt đầu phần trigger câu hỏi 1. Chúng ta chọn vào đây. Ok nha. Bây giờ thầy thử đấy, ấn F5 ta thử. Xuống cái giữa, F5 từ từ đã nhá. Rồi. Bây giờ mình làm sao để cứ để đây đã rồi thầy nói tiếp sau. Bây giờ ta quay về trang 1 này. Với câu hỏi 1, các em nhấp vào ô 1. Nhấp vào hình tròn 1. Các em ấn hai phím Ctrl K. Ctrl K. Thì cái mục đích của Ctrl K nó làm gì? Có nghĩa là nó gọi ra cái slide 1 tương ứng ở cái đường hopi, cái đường liên kết động chúng ta chọn đấy nhá. Chúng ta phải chọn nút chỗ này là Place in this equipment. Chúng ta chọn vào đây, chọn câu hỏi 1, chọn slide 1. Đó, chúng ta nhìn đây nhá. Câu 1 ở đây thì tương ứng với chỗ phần đó. Nhớ chưa? Chúng ta nhấp OK. Rồi, bây giờ thầy view thử nhá. F5 này, ấn vào đây này. Ra đây. Đúng chưa? Rồi, bây giờ thầy thử nhá, cái thứ hai này. Nhân đôi lên. Rồi ta lại làm lại tiếp cái kia, duplicate cái này. Cái này là câu hỏi 2. Quay trở về cái 1. Ấn vào cái thứ hai, Ctrl K. Chọn câu hỏi 2. Bây giờ view thử. Ấn vào câu 2, ra câu hỏi 2. Đúng chưa? Đấy. Bây giờ nút quay trở về cũng cần Ctrl K cho thầy. Để cho nó về cái 1, về cái chỗ này. Đấy, quay trở về trang chính. Rồi bây giờ cái thứ hai cũng vậy, quay trở về trang chính. Nào bây giờ chúng ta view thử F5. 2 quay về, 1 quay về. Nhìn chưa, cả lớp nhìn này. 1 xuống câu 1 quay về. Xuống câu 1 quay về. Đấy. Quay về. Thầy đang quay câu 2 quay về. Đấy. Cái nút quay về đã, đúng không? Rồi, bây giờ ta lại trở lại. Chữ này cho chữ trắng lên nhá, để cho dễ nhìn. Home. Bây giờ thầy thử nhá. F5 câu 1. Đấy.
Các em nhìn thấy nhá, khi thầy ấn vào đây là ẩn cái một cái đi rồi. Bây giờ chúng ta chỉnh tiếp này. Ẩn đi, ẩn đi. Ấn vào cái này một cái nữa, ẩn cả hai. Đây, câu này câu còn lại là câu đúng. Nó quay về. Đó. Quay về ta phải ta lại phải trigger sang cái slide thứ hai, đúng không? Nào bây giờ các em lại tiếp tục phần đây, các em lại chọn cho thầy Tim Minh, chọn answer. Đây, cũng Tim Minh chọn. Đó. Bây giờ chúng ta nhìn thấy nhá. Bây giờ thầy view thử này, F5 câu 1. Sao nó lại cái return nhỉ, một cái. Có chứ em. Không có thì chúng ta ấn vào nút phía dưới này. À, vào nút view. Đây, nút đây, nút cạnh cái chỗ trượt này. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục nhìn lên như trên nhá. Thầy thử lại F5 câu 1. Đó. Còn lại có một câu đúng. Đúng không? Ví dụ thế, làm trò chơi cho trẻ con. Rồi bây giờ chúng ta chú ý cho thầy. Sau khi làm xong rồi thì chúng ta bắt đầu chèn cho thầy. Chèn cho thầy cái này, mũi tên đây. Chúng ta chèn âm thanh nhá. Chèn vào đây. Chèn, chúng ta chọn âm thanh này. À, âm thanh ví dụ như tức là chúng ta chọn ở đây cái nút này này xuống này này nhá. Chúng ta chọn effect option. Chúng ta chèn âm thanh cho thầy. Bom chẳng hạn. Tiếng bom này nó hơi nhỏ. À. Chấm. Âm thanh do các em ở trong này tự chọn nhé, khám phá nó. Chọn cái nút mà nó có mũi tên ấy, mũi tên màu đen trỏ xuống. Chúng ta chọn cho thầy âm thanh nào cho nó hay. Tương tự như thế các em làm cho thầy nhân nó ra. Bây giờ thầy xóa này thì đã, để thầy làm từ cái hai. Các em nhân nó ra nhá. Duplicate. Duplicate 1, 2, 3, 4. Duplicate. Bây giờ câu 2. 2 thì trở vào 2. Câu 3 này, cần chôn ca. Chọn câu hỏi 3. Thế thì những cái chỗ này chúng ta phải đánh chữ vào để nó nhìn ra rõ. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đó. Có 5 câu. Thầy ghi vào trong đây là 5 câu. Thế thì chọn lên đây, câu 3 tương ứng với câu 3.
nha, nhấp vào đây, giữ hai phím Ctrl K luôn, chọn câu số 3, câu 4, Ctrl K chọn câu số 4, câu 5, Ctrl K chọn câu số 5. Đó. Thế còn các câu nội dung thì các em tự cho vào cho thầy. Được chưa? Ấn lên này. 4. Trả về. Nút trả về của từng cái lại, mình phải đặt lại. Câu thứ nhất là câu 1, câu thứ 2. Đây. Vào đây. Câu thứ 3. Vào đây. Câu thứ 4. Cả lớp chú ý cho thầy nhá. Câu thứ 5. Được chưa? Ấn F5 này. Câu 5. Trả về. Đấy. Câu 4, ra câu 4 nhá. Trả về câu 3. Trả về câu 2. Trở về. Rồi bây giờ các em làm phải làm được bài tập này mới được nghỉ nhá. Bạn đi ngủ à? Rồi, phải ấn vào câu nào hiện là câu đấy. Ấn vào câu hỏi nhá, ấn câu trả lời thì chúng ta thấy là nó sẽ trả lời chúng ta, đúng không? Còn cái này là quay về câu 5 này. Đấy, đúng cái này đúng không? Hôm trước thầy Quyền có dạy chúng ta trò chơi không? Có. Quyền mất chữ à? Thế các em biết làm trích cơ rồi. Bài hôm nay thầy chỉ nâng cao lên là làm slide ẩn thôi. Đúng không? Đây anh em muốn xóa nó đi, ấn vào đây là hết. Nó trở về ban đầu, không có gì. Được chưa? Vâng.
tức là cái số nhỏ nhỏ các em chỉ cần ấn vào xóa đi, ấn vào nó và xóa phím delete đi là nó hết. Rồi bây giờ muốn cho cái câu trả lời câu này là sai, câu này cũng sai, đúng không em? Vậy thì nó là phải sai ở hai câu này, ví dụ như thế. Bây giờ thầy sang ví dụ này nhá. Còn những cái câu ở đây, ý thầy muốn nói là các em làm thêm những câu hỏi khác, được không? Rồi với câu này thầy xóa vào đây, xóa đây đi. Rồi đây hai cái sai. Để cái này sai thì các em chọn vào cái câu hỏi là hỏi sai đây, chúng ta chọn animation, được chưa? Chọn vào cái nút mà có mũi tên trỏ xuống, chúng ta chọn disappear, được chưa? Disappear nhá. Rồi còn cái này chúng ta cũng là sai, chúng ta chọn disappear, biến mất, đúng không? Bây giờ ta mới chọn vào cái nút là animation pane, nó hiện ra cho chúng ta ở cái bảng đây có hai cái mà chúng ta vừa tạo tên của nó đây. Các em có thể gì, các em có thể nhìn vào đây, các em thấy đấy, nhìn đây nhá, cái hình biểu tượng chuột với ngôi sao ấy. Rồi bây giờ chúng ta mới nhấp vào từng cái một. Với cái số 1 chúng ta chọn là start on click, tức là bắt đầu kích chuột. Còn start with pivot, pivot có nghĩa là bắt đầu phía trước, trước cái sự kiện kích. Còn cái này là sau sự kiện kích nhá. After pivot là sau. Bây giờ chúng ta mới chọn vào nút timing. Rồi có nghĩa là cái câu hỏi A và World thì chúng ta cho vào trigger. Với câu đầu tiên, câu số 1, chúng ta chọn nút cho thầy, nút là bắt đầu vào đâu, xuống dưới chọn vào cái nút là answer Z angle mà nó tạo ra, ta tạo ra nó có tên ở đây đấy, là hình chữ nhật, đúng rồi. Đấy, chọn vào nút giữa nhá, xong rồi là chọn nút này. Chúng ta muốn trễ bao nhiêu giây thì chúng ta tăng ở đây, còn không trễ thì thôi. Delay ấy, phần trễ nhá. Ta nhấp OK. Bây giờ đến cái thứ hai. Cái này là bây giờ lại là cái thứ 1. Vì cái 1 nó được gán rồi, cho nên nó bây giờ cái số 2 lại nhảy lên làm cái số 1. Đó. Ta lại vào đây, phải ấn vào đây nhá, ấn vào chỗ này, vào cái nút này này thì nó nổi ở trên. Chúng ta lại tiếp tục chọn timing, chọn trigger, bóp cò, chúng ta lại chọn trả lời. Đó. Rồi thế là hai cái sự kiện này nó đều được gắn vào nút trả lời, được chưa cả lớp? Tức là bây giờ thầy ấn vào nút trả lời thì hai kia bắt đầu nó sẽ thực hiện. Cả lớp hiểu ý thầy chưa? Rồi nhá, thử nha. Còn mỗi câu này là đúng, đúng không? Câu này thì chúng ta không gán vào cái gì cả. Đấy, trở về. Thế thì qua bài này là các em là làm được hai lý thuyết. Thứ nhất là làm slide ẩn, thứ hai nữa là làm trigger. Trigger. Ôi giời, khăn lắm. Có bạn nào mang nước cho thầy xin một ít. Dạ.
xin. Thầy cảm ơn nhé. Đây thầy có đây rồi. Bây giờ ở dưới sẽ làm cho thầy bài tập này đi. Các em có thể làm bài tập toán hay bài tập gì đấy cho trẻ con. Làm bài khác cho thầy. Bài khác được. Nhá. Có phần âm thanh đấy, các em cho nó vào cho vui. Buổi này là buổi thứ tư ở các em của PowerPoint à? Hay buổi thứ năm? Thứ tư ạ. Thế còn hai buổi nữa đúng không? Hai buổi nữa là sang phần Excel. Bây giờ các em làm cho thầy một cái bài khác. Bài khác cũng dạng giống này, bỏ đi câu hỏi sai để lại câu hỏi đúng. Hoặc là ấn vào câu xong nó viết lên chữ là đúng, không có ấn vào câu là đúng thì chữ đúng. Còn câu là sai thì nó bỏ sai rồi. Thầy sẽ làm cho chúng ta một lần nữa là bóp cò nhá, chiếc cưa thì đang nghĩa là bằng súng ấy. Để nó lại một lần nữa này, để cho cả lớp rõ một lần nữa nhá. Còn bạn nào mà vẫn còn lơ mơ thì chú ý vào một phần thầy nói, thầy dạy lại. Bây giờ để xóa đi, thầy nhấp vào cái nút có hình tia sét giống như là tia chớp. Thầy ấn delete, xóa, xóa. Trong cái bảng này không còn nữa, chúng ta muốn hiện cái bảng này chúng ta ấn vào Animation Pane. Đó. Nha. Rồi bây giờ tất cả hai câu sai thì được cái nút ấn đây, cái nút trả lời đây nó sẽ hiện ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Với câu này chúng ta chọn Animation, chọn cho thầy cái nút biến mất. Exit. Chúng ta chọn Disappear. Phần này chúng ta cũng chọn Disappear. Appear là xuất hiện, Disappear là không xuất hiện. Chúng ta chọn đấy. Chúng ta được hai cái này nó chưa gắn vào đâu cả. Đúng không? Rồi bây giờ nó đạt số, nó chưa là tia trước. Bây giờ ta bắt đầu làm cho nó thành tia trước. Với cái 1, các em chọn mũi tên trỏ xuống, chọn timing, chọn trigger, chọn cái giữa, chọn cái trả lời. Thế là cái trả lời nó biết. Rồi. Đối cái này nó lại trở thành số 1. Vì 2 mất rồi, bây giờ 1 mất rồi thì 2 lại phải thay thế lên. Chúng ta vào đây, chúng ta chọn timing. Chúng ta chọn trigger, chúng ta chọn tiếp tục và chúng ta chọn vào answer. Đấy. Nhớ đừng có nhấp và nhầm vào return nhá, return nó lại trở thành cái nút không quay được về. Đấy, xong rồi. Bây giờ chúng ta ấn F5 thử. Đó, còn mỗi câu đúng. Khi các em học cơ bản này rồi, các em nghĩ ra nắm trò lắm, các em có thể làm cho đủ các loại trò chơi. Rồi. Thì nha, bây giờ mời các em thực hành cho thầy.
Rồi làm sơ của thầy nhớ dấu S ở này. Sao? Một là ấn chuẩn cho K thì có sao không? Ấn chuẩn lên. Đâu? Ấn vào thời gian. Chuẩn cho K. Đúng rồi. Đó, cho ai thì lại ấn vào cái sinh ra. Làm gì có chuyện kiện. Thầy có làm gì nghe. Đúng không? Thì được thế. Thế sinh cân đúng thì cái kia phải đúng. Đúng không? À, bây giờ thầy giải thích nhá. Cái nút Ctrl K là cái nút này nhá. Ctrl K là cái đây này, cả lớp chú ý nhá. Ta vào insert ta chọn cái nút này cũng là Ctrl K. Cái nút hyperlink này. Đấy, nó cũng ra. Hiểu chưa? Nó là phím tắt thôi. Thế mà cái nào mà không máy tính mà không phím tắt được thì các em chọn cái này. Chọn cái hình quả cầu và có cái hình xoắn này nhá. Đấy. Chú ý cho thầy. Đấy, bạn nào mà chọn bằng menu cũng được, bạn nào chọn bằng phím tắt cũng được. Chú ý các slide ở dưới là chúng ta cho ẩn đi nhá. Video rồi.